Tập 5. Nói tiếp đi. Thôi Vọng Bách cảm thấy lỗ, nhưng mà vụ làm ăn này nhất định phải làm. Nếu không thì tính mạng Thôi Vọng Bách sẽ không còn. Thôi Vọng Bách thứ nhất là... Là gì? Bây giờ tôi sẽ lập tức thay đổi chiến lược, biến tiến công chính diện thành giả vờ tiến công, hãm chân quân cách mệnh chủ lực, đồng thời bí mật tập hợp binh lính. Nhưng hôm nay đêm không trăng gió cao, lấy tất cả các hiệu đổi tiền, lấy hết ngân lượng trong kinh thành. Chỉ cần đại soái cho Thôi Vọng Bách nghĩ cách hành sự là có thể một tay thâu tóm hết thành Vũ Xương. Đại soái, bây giờ thành Vũ Xương là một thành trống, tất cả binh lực của họ đã tập trung lại thành Hán Khẩu. Nếu như đại soái nghe kế của Thôi Vọng Bách là có thể một tay diệt trừ được sao quyệt của đảng cách mạng. Đại soái, không, vừa rồi ý của ngươi chính là để ta cướp hết hiệu đổi tiền của thành Vũ Xương. Đại soái anh minh, hiện giờ 1/3 lượng bạc của Trung Quốc là ở trong các hiệu đổi tiền. Đại soái biển thủ tất cả chỗ bạc đó thì ý chí quân cách mệnh sẽ rệu rã. Kế này là giải quyết tận gốc. Người đâu? Lệnh đến các binh mã khắp nơi, đến tập trung lại đại bản doanh của ta. Lại đây. Dạ. Đồng chí anh Tế, cậu và đồng chí Tưởng Tụ Bân ngăn chặn xe đạn pháo của quân Thanh, cứu đội cách mạng, cậu không thể không tấn công. Cảm ơn đại soái đã tin tưởng tôi. Thực tế chứng minh Thôi Vọng Bách mới là gian tế. Coi như đại soái đại thắng ở ba huyện Vũ Hán, đảng cách mạng cũng rất có khả năng khôi phục trên toàn quốc, có thể không bảo vệ được kinh thành. Người đang nói linh tinh cái gì vậy? Đến ba huyện của Vũ Hán bọn chúng cũng không lấy được, thì làm sao có thể lấy được kinh thành? Đại soái, tên của người này thiên hạ đều biết. Đến đại soái và những dương quan trong kinh thành đều có quan hệ mua bán với anh ta. Người này cũng là người Sơn Tây chúng ta, tên tuổi đứng đầu trong giới thương gia. Anh ta là người Nguyễn Kỳ Sơn Tây, là cậu chủ của Đại Đức Thông Kiều Gia Phố, Kiều Ánh Tế. Cái gì? Kiều Ánh Tế? Sao có thể như vậy được? Bẩm đại soái, các vị thống lĩnh đã tới, bảo bọn họ đợi ở ngoài. Dân đại soái, khi Thôi Vọng Bách rời khỏi đảng cách mạng, nghe thủ lĩnh đảng cách mạng Trương Chấn Vũ hạ lệnh bí mật cho Kiều Anh Tế, cho hắn ta đi bảo vệ phủ phía bắc, ngăn chặn xe đạn pháo tiến về tiền tuyến Hán Khẩu, lập tức thu hồi Sơn Tây, thôi thúc đảng cộng sản đứng lên đấu tranh. Sau đó xuất quân theo cửa ải Đương Tử, cắt đứt tuyến đường sắt Lữ Hán, cắt đứt viện trợ và binh mã của quân triều đình. Sau này liên lạc đảng cách mạng phương bắc và kinh thành, khống chế hoàng thượng và thái hậu, ép thiên tử ra lệnh đại thần triều đình khuất phục đảng cách mạng. Đại soái, được rồi, đừng nói nữa. Người nói cho ta biết rốt cuộc bây giờ Kiều Ánh Tế đang ở đâu? Hắn ta bây giờ đang ở trên xe đạn pháo. Tiếc rằng đã để hắn chạy thoát rồi đại soái. Không ngoài dự đoán, Kiều Ánh Tế bây giờ rất có thể đã tiếp nhận lệnh bí mật của Trương Chấn Vũ, tối nay sẽ về lại Sơn Tây, thôi thúc đảng cách mạng tạo phản. Đại soái, cậu vẫn không được dừng lại, ngay khi cậu phải lập tức quay về Sơn Tây. Đại soái, tôi không cần nghỉ ngơi. Nếu tình hình nguy cấp, tôi có thể đi ngay bây giờ. Có nhất thiết phải như vậy không? Tôi quả thực rất cấp. Tình hình mới nhất, ngày kia có một xe đạn pháo mới di chuyển đến tiền tuyến Vũ Hán. Nếu như không ngăn chặn được đường Lư Hán, thì cách mạng có thể bị thất bại bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi muốn ngài mau chóng viết cho tôi một bức thư. Lá thư lần trước đã bị cháy rồi. Còn nữa, nếu tôi biết điểm đón tiếp khác ở Sơn Tây, tôi sợ rằng điểm lần trước bị phá hủy rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi sẽ viết cho cậu một bức thư. Cậu mau chóng mang đến doanh trại quân đội mới ở Sơn Tây tìm một người. Ai? Quân mới Sơn Tây, tiêu thống tiêu thứ 86, Diêm Tích Sơn. Diêm tiêu thống cũng trong đảng cách mạng. Đúng vậy. Anh ta ở quan tự 31 năm, gia nhập hội đồng minh ở Nhật Bản. Sau khi về nước, tuy không có chút cống hiến nào cho cách mạng, nhưng anh ta được Tôn Trung Sơn tiên sinh bảo lãnh qua. Một khi cách mạng phía nam trỗi dậy, anh ta sẽ hưởng ứng ở Sơn Tây, cử người đến cửa ải Nương Tử,
trực tiếp uy hiếp vùng ngoại ô kinh thành. Tôi hiểu rồi, đại soái mau chóng viết thư đi, tôi sẽ chuẩn bị xuất phát. Được. Bây giờ ngươi sẽ giao dịch với ta thế nào đi? Tất cả những thứ vinh hoa phú quý Thôi Vọng Bách tôi đều muốn. Nếu như không thể, Thôi Vọng Bách nguyện lấy một nửa số gia sản của Kiều Ảnh Kế để làm của phòng thân, lập nên ngân hàng hiện đại đầu tiên, ngân hàng tư nhân. Xin triều đình trao tặng cho tôi có quyền phát hành tiền hay kho bạc nhà nước, phê chuẩn đặc quyền phát hành tiền trên toàn quốc. Đây là chuyện của sau này. Bây giờ ta hỏi ngươi, vì đảm bảo có thể giết được Kiều Ảnh Tế dọc đường, thì ta có thể làm gì cho ngươi? Đại soái làm chuyện lớn không cần nhiều, cho anh em chúng tôi 2 con ngựa khỏe, 4 vị cao thủ là được. Người đâu? Chuẩn bị người và ngựa cho hắn. Dừng. Đại soái, Thôi Vọng Bách có một yêu cầu. Mong đại soái viết cho Cường Phủ mới ở Sơn Tây là Lục Chung Kỳ một bức thư, đưa cho Thôi Vọng Bách là được. Đợi Thôi Vọng Bách giết được Kiều Ảnh Kế về Sơn Tây, còn phải nhờ Lục đại nhân kiểm tra tịch thu tài sản Kiều gia. Trước khi ngươi đi, ta sẽ viết xong thư cho ngươi. Gặp Lục đại nhân xong, đưa cho ông ta là được. Đa tạ đại soái. Đại soái, ngài muốn hành động kế sách về Sơn Tây, chuyện quan trọng như vậy mà giao cho Kiều Ảnh Tế. Kiều Ảnh Tế là đồng chí tốt, tôi không cho phép bất kỳ ai có bất cứ nghi ngờ gì với cậu ấy. Ngoài ra đồng chí Tưởng Tụ Bân trong thư cũng nhắc đến cậu ta. Anh ta viết gì trong thư? Cô không được nói cho Kiều Ảnh Tế. Đồng chí Tưởng Tụ Bân nói cách mạng Trung Quốc cần trân trọng đồng chí Kiều Ảnh Tế. Cậu ta là nhân tài trong số các nhân tài của Trung Quốc. Sau cách mạng, cậu ta sẽ vì thiên hạ. Cậu chủ muốn theo cách mạng đến cùng, chúng tôi cũng không ngăn cản được. Nhưng lần này về Sơn Tây đi thế nào? Cậu phải nghe chúng tôi. Tại sao? Cậu nói xem tại sao? Bây giờ triều đình đã biết cậu là đảng cách mạng. Hơn nữa chúng tôi nhìn thấy rồi, người anh em Thôi Vọng Bách đến đội quân triều đình, dở bà anh ta nói hết mọi chuyện. Đến lúc đó, không những cậu chủ mà cả Kiều gia cũng nguy hiểm. Nói có lý. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Chúng ta đi đường nào? Năm đó ông chủ mở đường gần như Giang Trà. Đường này ngoài trà của thương khách Sơn Tây còn không có người biết. Thôi được, vì ngài về Sơn Tây an toàn sớm nhất thì phải nghe lời các anh. Đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi, chúng ta có cần hành động không? Ta hận không thể vượt qua sông ngay bây giờ. Nhưng mà ngươi xem, ngựa của chúng ta đã đủ, trống đã đủ chưa? Phùng Quốc Chương là người của Diên Thế Khải. Không có lệnh của Diên Thế Khải, bọn chúng sẽ không dám ra quân. Ngươi đi xem binh mã của chúng đủ chưa? Dừng. Đại soái, mau. Khởi bẩm đại soái, đội pháo đã đến. Có thể qua sông được hay chưa, mời đại soái định đoạt. Ngươi có phải là người qua tiền tuyến định bợ tri huyện Bủ Quyết bị đại soái phát hiện ra rồi? Diên Thế Khải bây giờ là đại thần tổng nội các. Phùng Quốc Chương bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn nghe theo lời của ta nữa. Nhưng mà ngài mới chính là đại soái. Người xem, thiên hạ bây giờ đã thay đổi. Người sẽ được nhìn thấy biến đổi lớn trong cuộc đời ngay thôi. Đại soái, ngoài Phùng Quốc Chương ra, những người khác đều đã đến. Ra tay đi. Không. Thu quân về. Không thu quân về thì ở đây đợi gì chứ? Không có quân mới của Phùng Quốc Chương, những đội quân khác đều giúp đội quân Ô Hợp, có thể đánh trận không? Xông lên là tự đưa mình vào chỗ chết. Về bản doanh. Dân, thu quân về. Đại soái, tại sao Viên đại nhân không cho Phùng đại soái đi cùng ngài? Đại soái,
Ta thật là hồ đồ rồi. Triều đại thật sự thay đổi rồi. Cái gì mà Khánh Dương gia, Dương gia này Dương gia kia, đến Hoàng thượng và Hoàng thái hậu không đáng giá gì ngay thôi. Thiên hạ của Đại Thanh nhất định là của Viên Thế Khải. Đại soái, được rồi, đặt ở đây đi. Dân, sao không nhìn thấy đội trưởng Liên Qua? Tìm cô ấy có việc gì sao? Lần đi này không biết bao giờ mới gặp lại. Cả chặng đường nhờ cô ấy bảo vệ tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn với cô ấy. Nếu như cô ấy không có ở đây, nhờ đại soái thay tôi chuyển lời tới cô ấy. Được rồi, tôi nhất định sẽ chuyển lời giùm cậu. Đại soái, cách mạng thành công sẽ gặp lại. Bảo trọng. Bảo trọng. Tôi đi đây. Đại soái, bảo trọng. Liên Qua, đại soái, giữa cô và Kiều Ánh Tế không chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường chứ? Ngay cả người lạnh lùng như tôi còn phát hiện ra. Đừng có chối. Đại soái, giữa tôi và đồng chí Kiều Ánh Tế không có gì hết. Tôi vừa nghĩ rằng ngài để anh ta vội vàng đi, anh ta không thực hiện được nổi dậy Sơn Tây, cũng không thoát được vòng bao vây Hán Khẩu. Tại sao? Ngài quên một người rồi. Cô nói là Thôi Vọng Bách. Đúng vậy. Khi chúng tôi vượt tiền tuyến, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta tham gia đội quân Thanh. Có thể chứng minh con người này là người của đảng cách mạng. Anh ta suốt chặng đường luôn có ý định giết Kiều Ánh Tế. Tôi nghi ngờ giữa hai người họ có ân oán gì đó. Tôi quên mất điều này. Cô lập tức dẫn người đuổi theo Kiều Ánh Tế, phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Nhưng tôi bây giờ viết ngay một bức thư, cô sẽ mang đưa cho Diêm Tích Sơn. Bắt đầu từ ngay bây giờ, cô chính là mật lệnh của tôi, hướng về Sơn Tây đại diện cho đội quân cách mạng Trung Quốc, để cậu ta nhanh chóng nổi dậy. Rõ. Lập tức xuất phát. Anh xem kia có phải là Kiều Ánh Tế không? Đúng là quan gia ngõ hẹp. Đuổi theo. Đúng là hai người bọn họ. Bọn họ đúng là tà tâm không chịu hối cải. Đi, đuổi theo. Sao vậy Dương Tông Vũ? Cậu chủ, tôi cảm thấy phía sau vẫn còn người đuổi theo chúng ta. Chúng ta đi nhanh, sau đó nấp vào một bên. Đi. Anh, người đâu mất rồi? Bọn họ cũng chỉ ở trong khu rừng này thôi. Khu rừng to như vậy tìm thế nào đi? Việc này không cần lo. Tôi biết họ đi đường nào về Sơn Tây. Nhiều đường như vậy, anh biết họ đi đường nào sao? Đừng hỏi nhiều nữa, đi theo tôi là được. Chạy.
Cậu chủ, hình như bọn họ đi rồi. Liệu có phải là Hòa vào dòng người để đi không? Chỉ có thương gia buôn trả ở Sơn Tây mới biết được con đường này. Cậu chủ, mọi sự đều phải cẩn thận. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi hướng đi. Đúng vậy cậu chủ, chúng ta đi hướng khác đi. Được, đổi hướng. Tôi cũng muốn đi qua Lâm Giang Trà Sơn. Chị, bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta trông chừng Thôi Giọng Bách trước đã. Đi. Thì ra là điện báo của đại soái Âm Sương ở tiền tuyến Hán Khẩu, giết đảng cách mạng ở Sơn Tây. Kiều Anh Tế cũng là người của đảng cách mạng, đang trên đường đến Sơn Tây. Đợi Kiều Anh Tế đến nơi thì bắt hắn ta lại trước. Cha, cha thấy việc Kiều Anh Tế là người của đảng cách mạng là thật sao? Theo cục diện Trung Quốc hiện tại, không biết ai là đảng cách mạng. Cha, Kiều gia là tên thương gia nổi tiếng trong thiên hạ. Ngay cả khi lúc đầu lão Thái Hậu trên đường chạy trốn cũng nhận được tiếp tế. Bây giờ dựa vào bức thư điện báo của Âm Sương xuất quân tịch thu Kiều gia, thì làm một lưới tóm gọn Kiều Anh Tế. Ta nghĩ không phải ở Sơn Tây này, mà ở tại Tuần Phủ này. Cha, vậy cha định thế nào? Làm gì công ra gì công. Dưới Tuần Phủ Gia Môn còn có Phủ Thái Nguyên, dưới Phủ Thái Nguyên còn có Huyện Kỳ. Từng bước giao việc xuống. Xảy ra chuyện thì lấy họ ra để nói. Ngộ nhỡ người bên đó không biết điều, tịch thu rồi thì phải làm thế nào? Tịch thu là tốt, tịch thu thì sẽ không có liên quan gì đến ta hết. Dương gia trách tội xuống, cùng lắm là nói ta làm việc không xuể, nếu ta bị cách chức. Được, vậy thì ta tốt nhất là về đọc sách. Cha, cha xem thế này được không? Cha cứ theo đó mà làm. Con sẽ đem theo đội quân khác âm thầm văng lưới khắp nơi ở Sơn Tây. Một khi Kiều Anh Tế trở về, sẽ lập tức tóm hắn, bí mật mang đến giao nộp cho cha. Cha bây giờ là Tuần Phủ của Sơn Tây, có trách nhiệm giữ đất. Lão Phụ Đài, Lão Phụ Đài, có chuyện gì mà nửa đêm canh ba đến tri phủ của ta? Ông tự xem sẽ hiểu. Sao cơ? Kiều Anh Tế của đảng cách mạng à? Tri phủ đại nhân nhận lệnh của Tuần Phủ đại nhân để thái gia cùng tất cả binh mã ở Lục Cung tịch thu Kiều gia. Không đúng. Chuyện lớn như vậy, có lẽ tri phủ đại nhân, không, Tuần Phủ đại nhân dẫn quân đến, từng bước truyền công văn. Thái gia, để ông đi giải quyết việc lớn này. Ông không hiểu. Là vì ngân lượng nhà Kiều gia, có lẽ là ngân lượng của triều đình, bà của Khánh Dương gia, bà của Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu. Một khi đã có sai số, không cần nói đến hạng quan này, ngay cả tính mạng cũng không hoàn toàn là như vậy. Còn sao nữa? Nào, ngồi xuống đã. Thái gia mời ngồi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Thái gia, ông đến Huyện Kỳ cũng được một thời gian rồi. Chắc chắn ông biết ông chủ nhà họ Kiều tên Kiều Trí Dung qua lại với cô em họ ông ta là Giang Tuyết Anh. Tôi biết. Không phải là văn dân Chu Tú Hải đã viết hằng sách về câu chuyện này đó sao? Con người này thật sự không có nhân cách, lấy chuyện cá nhân của người khác mang đi viết thành sách để đi đổi lấy bạc. Cái người văn dân ấy chính là bạn của tôi. Vậy thì tôi đắc tội rồi. Không, chúng ta không nói tới ông ta. Chúng ta nói Giang Tuyết Anh mà. Chính là bà ta. Bà ta đẩy Kiều Trí Dung vào thiên lao, sau đó lại dùng bạc cứu ông ta ra. Nhưng mà chỗ bạc đó chính là của Kiều gia.
Ý ông nói là Giang Tuyết Anh đã thu tóm Kiều gia. Đúng. Cái bà Giang Tuyết Anh này là một người rất lạ. Được. Dương sư gia, có. Lập tức cho tất cả binh mã của Tề Lục Cung tập trung ở các nha dịch của nha môn, đến thẳng Kiều gia phố. Để làm gì vậy thái gia? Tịch thu Kiều gia. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vị trưởng quỷ, mau đi báo cáo cho Hà gia, tận tay đưa bức thư này cho Giang lão phu nhân. Lưu Cân, chuẩn bị ngựa đến Kiều gia phố. Xuân Cung, mau chóng chuẩn bị ngựa, chúng ta phải đi đến Kiều gia. Mẹ, trời vẫn còn chưa sáng, con đừng có nhiều lời với ta. Còn nữa, lập tức thông báo đến Diêm sư phụ, đưa cả ông ấy đi cùng. Nói với ông ấy là tình hình cấp bách, trước buổi trưa phải đến nơi. Trước mặt liệt tổ liệt tông, nhất định phải nói cho rõ ràng. Bao nhiêu ngày rồi phí công sức như vậy, có ích gì không? Chú nhị thập thất, câu này của chú chẳng có ý nghĩa gì cả. Sao lại không có ý nghĩa gì? Ai đứng ra quản lý việc nhà Kiều gia chúng ta là chuyện rất quan trọng đối với chúng ta. Câu này nghe cũng tạm được, nhưng nếu có anh quản lý chuyện nhà Kiều gia chúng ta, tôi là người đầu tiên phản đối. Đúng, phản đối. Không chấp nhận, không chấp nhận. Được rồi, không cần phải hô to như vậy nữa. Trước mặt liệt tổ liệt tông hò hét như vậy là hỗn láo. Sao nào? Chú vị thập thất còn ở đây, tổ tông chúng ta còn ở đây. Đây có nghĩa là sao? Người quân tử thẳng thắn, kẻ tiểu nhân thì luồn cúi. Có gì nói ngay tại đây đi. Đúng, nói cho rõ ràng đi. Nói rõ ràng đi. Nói chuyện rõ ràng đi. Hôm nay lại ra giá, nhất định làm anh hài lòng. Sao lại đi như vậy chứ? Nói cho rõ ràng đi chứ. Đúng vậy, chẳng ra làm sao hết. Cố chấp vậy sao? Hai người chúng ta cùng tiếp quản chuyện gia đình, cùng nhau. Đối thế cũng có nghĩa là hai chúng ta đều là trưởng môn của nhà họ Kiều. Kiều gia Đại Đức Thông, hiệu đổi tiền Đại Đức Hằng và cửa hiệu Bao Đầu Phục đều là của cậu chủ. Để chuyện này thành sự thật rồi, chúng ta sẽ biến nơi này và tài sản biến một thành hai. Tôi một nửa, anh một nửa.
Nào, mọi người chú ý, nhanh lên. Bà chủ, bà xuống từ từ thôi. Sao cơ? Ban ngày mà đóng cửa sao? Nhất định không phải là thương lượng chuyện gì tốt đẹp rồi. Mở mạnh vào, không được mở thì phá. Nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Mẹ Kiều gia là bên thân thiết. Cái gì gọi là thân thiết? Còn nói giáo cho giặc đấy à? Phá. Mau mở cửa ra. Mau mở cửa, mau lên. Việc này làm thế nào? Phá mạnh lên. Mau lên, mau. Mẹ không được phá đâu. Mở cửa, mở cửa ra. Mở cửa, mở cửa ra. Có phải quan binh đến rồi không? Người ở bên ngoài là ai sao lại ồn ào như vậy chứ? Mở cửa, mở cửa ra. Mở cửa ra. Rốt cuộc là ai vậy? Không được ồn ào, không được ồn ào. Im miệng. Chúng vị thập thức, bà cô Hạ gia đến rồi. Thì ra là bà ta đến. Chúng ta còn tưởng rằng là quan binh đến tịch thu nhà cơ. Chúng vị thập thức, chúng vị thập thức không xong rồi. Đại trưởng Quỷ Phan cho người đến báo tin, quân của quan phủ sẽ đến tịch thu nhà ta, đang trên đường đi rồi. Cái gì? Quan binh đến thật rồi sao? Quan binh đến rồi, cậu nhìn rõ chưa? Việc này, chúng vị thập thức, chúng ta mau chạy đi, mau lên. Chạy gì chứ? Nếu như quan binh đến, chắc chắn cổng trước cổng sau đều bị chặn, ra ngoài là chết. Vậy phải làm sao? Yên lặng nghe tôi nói. Là phúc không phải quả, là quả tránh không khỏi. Nếu như quan binh đến, chúng ta cũng không phải sợ. Ánh Tế làm những chuyện ở Vũ Sương, nhà Kiều gia chúng ta đều không hề hay biết. Đúng, không hay biết cậu ta làm những gì. Đúng, không hề hay biết. Không hề hay biết. Còn nữa, bây giờ người đang được bổ nhiệm làm quản lý là tôi và cả Ánh Anh. Ánh Tế là ai chứ? Sớm đã không còn nữa. Người đó cũng không còn quan hệ gì với Kiều gia nữa. Đại trưởng Quỷ Phan đến rồi. Mở cửa, mở cửa. Đại trưởng Quỷ, cẩn thận chút. Phan Duy Nghiêm, gặp bà chủ Giang. Người trong gia môn đến chưa? Đang trên đường đến rồi. Tại sao vẫn chưa vào trong? Mau mở cửa ra. Ta là Phan Duy Nghiêm, quan phủ đến tịch thu nhà rồi. Mau mở cửa ra. Mau. Đại trưởng Quỷ Phan, ông đến rồi sao? Mời. Diêm sư phụ. Có. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ quay lại Kiều gia. Sắp xếp người cho ta chưa? Theo sự dặn dò của bà chủ, tôi đã sắp xếp xong rồi. Đi vào trong. Dân. Anh em đâu? Đi. Đi nhanh. Diêm sư phụ. Diêm sư phụ, con đang làm cái quái gì vậy? Qua bên này dìu ta. Mẹ. Các lão thiếu gia của Kiều gia cùng ta ra ngoài ngơi tiếp. Đi. Đi. Đi nhanh lên. Bên này là cô Tuyết Anh à? Tránh ra. Tránh ra. Sao lại có nhiều người áp tải vậy? Bà chủ Giang mang nhiều người đến vậy? Người đâu? Có. Cho người ta dẫn đến chia thành đội. Bao vây cổng trước, cổng sau nhà bọn họ lại. Không được để cho ai trong số họ thoát. Dân. Đi đi đi. Quay lại. Sao vậy? Nhà này bây giờ vẫn là ngươi đang coi giữ. Đúng vậy, cô cô. Nhà này vẫn là cảnh thanh tôi coi giữ. Biết ta đến đây là gì không? Không biết à? Ta đến đây để hỏi tội. Cô cô, giả vờ gì chứ? Ta nghe nói cả rồi. Các ngươi âm thầm hãm hại Ánh Tế, chôn mỗi một cái hố sâu 8 thước.
Các ngươi đang thương lượng với những người ở đây làm thế nào để chia bạc của Kiều gia, đúng không? Cô à, cô lại nói vậy rồi, lại có những chuyện ở đâu đó? Ông à, vừa rồi ông nghe thấy cả rồi chứ? Bọn họ mang cả con cháu của ông anh tế ra hãm hại. Anh tế của ta sao lại khổ như vậy chứ? Bọn họ chôn cháu ở đâu rồi chứ? Mẹ, toàn là mấy cái chủ ý tội của anh. Cô à, chuyện này không phải vậy đâu. Chúng tôi làm sao có thể làm vậy với anh tế chứ? Hơn nữa, anh tế ở Quảng Châu, không về lại Quyện Kỳ. Rót trà. Ta đến lâu như vậy rồi, vẫn chưa được uống ngụm trà nào. Nghe đi, ta muốn uống trà ướp xương trên núi Vũ Di. Người đâu? Người chết đâu hết rồi? Không thấy lão thái thái đến rồi sao? Mau đi pha trà ngon. Mau. Cô à, cô à, nếu như cô uống trà mới thu hoạch của năm nay, có, nhưng mà trà ướp xương trên núi Vũ Di thật sự không có. Có loại này cô uống thử. Nói vậy cũng đúng, đến đường buôn trà của Kiều gia cũng bị chặn rồi. Dừng. Ngươi cho rằng ta là ai? Định bịp ta đúng không? Vừa rồi ngươi nói anh tế không bị người hại chết, vậy thì đưa người đến đây. Đi đi. Bà cô à, theo lý mà nói, tôi đây là giảng bối, có vài lời không nên nói trước mặt bà. Nhưng xem ra hôm nay bà đến Kiều gia nhà chúng tôi, động dao động súng hỏi tội, còn đòi chúng tôi giao bằng được anh tế. Không có những chuyện như vậy. Nếu như có thật, thì cũng là chuyện của Kiều gia nhà chúng tôi. Bà già như vậy, hơn nữa cũng là chỗ thân thiết, nói khó nghe một chút thì bà không nên xí vào. Nói cho ta biết ngươi là ai. Cậu ta là vị thập bát môn Ánh Chấn. Cậu ta cũng vậy, được nuôi trong nhà Kiều gia chúng ta. Dừng. Sáng ngày mai không cho cậu ta ăn đồ ăn trong nhà nữa. Dừng. Tại sao? Tại sao? Ngươi cũng ở trong nhà họ Kiều đúng không? Sáng ngày mai tống cậu ta đi, muốn ở đâu thì ở. Dừng. Cái gì? Bà nói cái gì? Nghe rõ cả chưa? Bà ấy muốn đuổi hết chúng ta ra ngoài. Tôi muốn hỏi bà một câu, dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy, dựa vào cái gì đây? Dựa vào cái gì? Hồ trưởng quỹ. Có. Mẹ
mẹ. Mẹ không thể có liên quan gì đến con. Chú Nhị Thập Thất, dừng tay. Hồ trưởng quỹ, mang nội dung bản khế ước này đọc cho cậu ta nghe. Dân bà chủ. Các vị, bản khế ước này là đồng trị 4 năm ông chủ nhà Kiều gia các ngươi và bà chủ nhà chúng tôi lập nên. Năm đó, vì muốn cứu ông chủ Trí Dung ra khỏi thiên lao, bà chủ nhà chúng tôi phải bỏ ra 300 lượng bạc để mua lại tài sản nhà Kiều gia, bao gồm tất cả việc buôn bán kinh doanh và cả khuôn viên ngôi nhà này nữa, cũng như tất cả những gì bên trong ngôi nhà, trừ những thứ trên người các người, mọi thứ ở đây, kể cả đường kim mũi chỉ, tất cả đều của Hà gia. Sao có thể như vậy được? Sao có thể trở thành của Hà gia rồi? Chúng tôi không đồng ý. Anh, bà cô này nói gì vậy? Bà cô, anh, tránh ra. Muốn lấy hết của Kiều gia, một mình bà nói không có ý nghĩa gì đâu. Bà cũng không thèm hỏi chúng tôi có đồng ý hay không. Xin hỏi các vị, có đồng ý hay không? Không, không đồng ý. Ta mệt rồi, ta muốn ngủ một chút. Ngươi chuẩn bị một phòng trong khuôn viên. Bà chủ, ý của bà là đây là tài sản của ta, đây là khuôn viên của ta. Mỗi một viên gạch, viên ngói ở đây, mỗi cái cốc, cái đèn, cái bàn, cái ghế, cả người ở đây, còn nữa, nội thất ở đây, đều của ta hết. Nhà ở Sơn Tây của ta, ta ở chán rồi, ta sẽ ở đây thường xuyên lâu dài. Bà chủ, vậy Kiều gia thì thế nào? Đuổi hết đi. Đuổi hết tất cả đi sao? Để họ ra đi tay trắng. Trước khi đuổi đi, phải kiểm tra kỹ xem trên người họ có gì không. Ai dám mang đi của chúng ta nửa lượng bạc, ta sẽ trừ vào tiền phục dịch của ngươi. Mẹ, Kiều gia dù sao cũng là thân thiết. Con nhìn xem con kìa, có phải con hồ đồ rồi không? Ta thân thiết là thân thiết với đời ông Kiều Trí Dung của hắn. Hắn hại Giang Tuyết Anh ta cả đời, hại ta cả ngày hôm nay. Cô nương không ra cô nương, vợ không ra vợ, mẹ cũng không phải là một người mẹ. Ta ở vậy 19 năm nay, ta hận và họ muốn chết. Ta đối với nhà bọn họ chỉ có hận thôi. Việc này cũng làm khó người thân rồi. Làm khó người thân sao? Năm đó ông bọn họ để một con sói dẫm đạp lên một bàn chân của ta trên đường. Mẹ, con thật quá lương thiện. Được, mẹ sẽ nghe theo con. Mẹ cũng nên có chút lương thiện, sẽ không để họ phải lang bạc bên ngoài. Khi mối quan hệ giữa ta và Trí Dung còn tốt đẹp, ta nhớ đằng sau nhà chúng ta có một cái chuồng nuôi gia súc. Tất cả bọn họ vào ở trong cái chuồng nuôi gia súc đó. Chú Nhị Thập Thất, bà ta đang nói gì vậy? Chúng ta phải sống với động vật. Đúng vậy, không thể sống như vậy được. Cho chúng sống cùng một chỗ, đến ngày mai đuổi hết bọn họ đi cho ta. Ta còn có đàn gia súc nữa. Mau đi đi. Cô, cô à, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau quỳ xuống xin bãi đi. Không được quỳ, không ai được quỳ. Chú Nhị Thập Thất, ý chú là từ hôm nay trở đi, Kiều gia nhà chúng ta đổi tên thành Hà gia đúng không? Thì đúng là như vậy. Trong khế ước viết rõ như vậy rồi. Đã bao nhiêu năm nay, đi rồi chúng ta sẽ sống thế nào đây? Đúng vậy, chuyện đã qua lâu lắm rồi.
Lúc đầu ta không đuổi các ngươi đi, không để các ngươi ra đi tay trắng. Bây giờ tình cảnh không tốt, ta không thể để đám người các ngươi ở trong sản nghiệp của ta ăn không gội rồi. Đừng quên rằng năm đó khi ông của các ngươi đem bán cơ ngơi này cho ta, đã nói với ta rằng lúc nào ta muốn lấy cơ ngơi này thì ta cứ việc đến lấy. Bao nhiêu năm qua, nhưng mỗi miếng gạch miếng ngói đều là của ta. Mẹ, cô, cô à, đều do các ngươi, đều do các ngươi gây ra chuyện. Hôm nay xem các ngươi hại Kiều gia ra sao rồi, còn đứng đó làm gì? Quỳ xuống cầu xin lão nhân gia đi. Quỳ xuống hết cho ta, quỳ xuống hết, quỳ xuống, xin bà đấy, không sống nổi nữa rồi. Anh quỳ xuống đi, quỳ xuống, quỳ xuống, cầu xin bà, chúng tôi không sống nổi nữa rồi. Chúng tôi thật sự không còn đường sống nữa rồi. Cầu xin bà đấy, bà cô, hãy để chúng tôi ở lại đi.